Quốc vương Norodom Sihamoni nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Campuchia, nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ trong thời gian tới. Quốc vương bày tỏ trân trọng tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam dành cho Campuchia, cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu dành cho nhân dân Campuchia trong việc lật đổ chế độ diệt chủng trước đây trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu đối nội đối ngoại quan trọng Việt Nam đạt được thời gian qua và trong phòng chống dịch, phục hồi kinh tế xã hội. Quốc vương đánh giá cao nỗ lực của hai chính phủ trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia phát triển ngày càng hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng của khu vực và cộng đồng ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Campuchia vào đúng dịp kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 69 của Campuchia và 100 năm ngày sinh của cố quốc vương Norodom Sihamoni. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Sihamoni. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia giành được trong những năm qua, cũng như thành công gần đây trong kiểm soát dịch COVID-19. Bày tỏ tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, Vương quốc Campuchia sẽ phát triển ngày càng thịnh vượng, có vị thế và vai trò quốc tế ngày càng cao. Thủ tướng mong quốc vương tiếp tục ủng hộ, vun đắp cho mối quan hệ và sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Campuchia. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng nhắc lại lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời quốc vương Norodom Sihamoni sớm thăm Việt Nam. Quốc vương cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Cũng tại Hoàng cung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chào Hoàng Thái hậu Norodom Muninead Sihamoni, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái hậu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố quốc vương Norodom Sihamoni. Mặc dù tình hình thế giới thời gian qua có nhiều biến động phức tạp khó lường, tác động tiêu cực đến cả hai nước, song đến nay, vốn đầu tư của Việt Nam đăng ký sang Campuchia đạt trên 2,93 tỷ đô la Mỹ. Campuchia luôn duy trì vị trí thứ hai trong 78 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam cũng tiếp tục giữ vững vị trí đầu ASEAN và trong top 5 nước đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Campuchia. Nhiều dự án của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh tốt, đóng góp tích cực nhiều mặt cho kinh tế xã hội Campuchia trong nhiều lĩnh vực, đồng thời tạo việc làm cho hàng vạn lao động, tạo thu nhập, cải thiện đời sống, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Campuchia. Hiện Campuchia đã có 28 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 70 triệu đô la Mỹ. Các dự án đang triển khai và có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, cũng như góp phần thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc ban hành luật đầu tư mới và luật đặc khu kinh tế. Cùng với đó, Campuchia đã ban hành chính sách mới về lao động nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường và mở rộng đầu tư hơn nữa sang Campuchia, đề nghị các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tập trung nguồn lực, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, chấp hành nghiêm pháp luật hai nước, đồng thời nêu cao trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định, bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của hai nước. Thủ tướng trân trọng cảm ơn và mong muốn chính phủ Hoàng gia Campuchia, cá nhân Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và các bộ ngành của Campuchia tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho một số doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua, trong đó có những ý kiến đã nêu tại diễn đàn, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước trong hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại trong thời gian tới. Thủ tướng Hun Sen thông báo về các biện pháp của chính phủ Hoàng gia Campuchia trong đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp, đang xây dựng sân bay quốc tế mới tại Phnom Penh và Siem Reap. Thủ tướng Hun Sen chúc mừng thành công của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài với nhiều công ty lớn như Samsung, Foxconn, nhà cung cấp lớn của Apple và cho biết Campuchia mong muốn tham gia chuỗi liên kết sản xuất với Việt Nam, có thêm các dự án hợp tác đầu tư với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực điện tử và ô tô. Chia sẻ quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết nối kinh tế, Thủ tướng Hun Sen cho biết chính phủ hai nước đang nỗ lực để tăng cường hợp tác kinh tế bằng việc thúc đẩy kết nối hạ tầng cả cứng và mềm ngày càng tốt hơn, thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư. Ông kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về tiềm năng, cơ hội và tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại với phía Campuchia, khẳng định bảo đảm môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, dù tình hình chính trị và kinh tế thế giới biến động phức tạp, thì điều rõ ràng là chúng ta có thể tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia không bao giờ thay đổi, mãi mãi tốt đẹp và luôn bổ trợ lẫn nhau. Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin
nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Campuchia và dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41, nhấn mạnh chuyến thăm không chỉ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa hai nước, mà còn thể hiện sự ủng hộ quý báu của Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với vai trò Chủ tịch ASEAN và IPA của Campuchia trong năm 2022. Chủ tịch Samdech Heng Samrin chúc mừng Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Chủ tịch Thượng viện. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu quan trọng Campuchia đạt được trong thời gian vừa qua. Chúc Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin chủ trì thành công hội nghị Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN-IPA lần thứ 43 sắp tới. Trao đổi về quan hệ hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin hoan nghênh kết quả hội đàm trước đó giữa hai thủ tướng và việc hai bên ký kết được 11 văn kiện hợp tác nhân dịp này, đánh giá cao hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam-Campuchia trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Heng Samrin tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với tiềm năng và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, phát huy vai trò giám sát để bảo đảm việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai chính phủ. Qua Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin chuyển lời thăm hỏi chân tình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời cho biết Quốc hội Campuchia đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhân dịp tham dự Đại hội đồng IPA lần thứ 43 sắp tới.